はい、こんにちは。こんにちは。はい。はい、じゃあまず自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして。私はムンコフェアです。今年18歳です。ベトナムから来ました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コエさんですね。コエさんね。はい、じゃあコエさんはなぜ日本で仕事をしたいと思いましたか？コエ、ちょっと lý do tại sao em lại chọn Nhật là nơi để làm việc? Vì Nhật là một đất nước phát triển và em mong muốn được học tập và làm việc tại Nhật để phát triển bản thân. Nihon wa kaizai hatten nano de Nihon de shigoto o hatarakitai to omoimasu.日本でも仕事はね、いろんな職種がありますが、介護という仕事を、選んだのはなぜですか？ở Nhật có rất nhiều ngành nghề nhưng mà tại sao em lại chọn cái ngành nghề điều dưỡng? Vì em muốn được chăm sóc cho người già, vì họ cần được quan tâm và chăm sóc. お年寄りお世話にすることが大好きです。はい、わかりました。じゃあ、無事に、介護福祉士の資格を取って、日本で施設で働くことになりましたら、何年ぐらい日本で働きたいなって今考えてますか？Sau khi em tốt nghiệp và em lấy được cái chứng chỉ thì em nghĩ em muốn làm được muốn làm bao nhiêu thời gian ở Nhật? Em muốn được làm được khoảng 8 năm ở Nhật.日本で8年ぐらいに働きたいと思います。8年ぐらいですね、はい、うん、ちょうど26歳ぐらいかな。8年後ね、まだまだ、あ、違うか、28歳ぐらいですね。28歳ぐらい。はい、今アルバイトはどういうアルバイトをしてますか？công việc làm thêm hiện tại của em là công việc gì? Em đang rửa bát và kết hợp với học ở bên đồ sống. Hiện tại の仕事は洗い場しながら調理の仕事をしています。どこお店の名前とかわかりますか？寿司ロー。あ、寿司ローですね。あ、寿司ローで働いてるんですね。あ、寿司ローで洗い場と調理ですね。そこの今働いているところには日本人は何人ぐらいいますか？trong chỗ làm thêm của em ấy có người Nhật, có mấy người Nhật? Có khoảng 8 người Nhật. 日本人は8人ぐらいです。8人ぐらいですね。じゃあ、ベトナム人は何人ぐらいいますか？trong chỗ làm việc đó người Việt Nam có bao nhiêu người nhỉ?ベトナム人は7人ぐらいです。7人ぐらいですね。その日本人の方と、日本語でよくアルバイト中も話したりしてますか？em có thường xuyên nói chuyện với người Nhật trong chỗ làm không? em có bởi vì em làm chung với người Nhật. 日本人とよく喋っています。日本語で、もちろん日本語ですね。そうですね。なるほどね。それはね、引き続き続けてください。で、最後にですけど、今スシローはある時給はいくらですか？bây giờ cái công việc làm thêm của em là lương bao nhiêu tiền trên một giờ nhỉ? khoảng 900 yên. 1時間は900円ぐらいです。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ、あと1年間日本語学校をね、学ぶ時期がありますんで、ぜひ N3 をね、まず目指して頑張ってください。じゃあこれで終わりにします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、はじめまして。私はグエン・チョン・ルクでベトナムのゲアンから来ました。
今年19歳で、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあいくつか質問させていただきます。ルックさんは、日本に来たのはいつですか？sau đây sẽ tôi xin hỏi em một số câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên là em đến Nhật từ bao giờ? Nihon de kyonen no jūgatsu kimashita. はい、去年の10月ということは、約半年ぐらいになりますね。はい。ベトナム、日本に来る前、ベトナムでは日本語の勉強はどれぐらいしてましたか？trước khi đến Nhật thì em học tiếng Nhật ở Việt Nam khoảng bao lâu? 8月。8月ですね。そうすると、まあ、大体半年ぐらいですね。はい、わかりました。じゃあ、なぜ日本で仕事をしたいと思いましたか？câu hỏi tiếp theo, tại sao em lại muốn làm việc tại Nhật nhỉ? Vì Nhật Bản có nền kinh tế phát triển và chú trọng đầu tư con người. はい、日本は発展している国であり、また日本は、とても安全している国ですから。なるほどですね。はい。じゃあ次の質問ですけど、いろんなね仕事がある中で介護というですね、仕事を、選んだのはなぜですか？câu hỏi tiếp theo, tại sao có rất là nhiều công việc mà em lại chọn công việc điều dưỡng nhỉ? Vì hiện tại Nhật Bản đang cần công việc điều dưỡng Nhật Bản đang cần nguồn nhân lực cũng như là đi theo con đường điều dưỡng em có thể phát triển chính mình. Hay. 介護の人材は今現在すごく不足しているので、介護の仕事を選んだら安定の仕事ができると思います。また、介護をやれば自分の成長もできるかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次ですけど、介護の仕事は日本でですね、介護の仕事を就いたら何年ぐらい働きたいと思いますか？câu hỏi tiếp theo, em muốn làm công việc điều dưỡng tại Nhật khoảng bao nhiêu năm? 10年だとちょうど29歳。はい。それぐらいですね。はい。じゃあ次ですけど、今半年ぐらい経ちましたけど、日本人のことはどう思いますか？em mới chỉ đến Nhật khoảng nửa năm thôi, nhưng mà theo em thì em suy nghĩ thế nào về người Nhật? 日本人は親切と、どう思うの？親切ですね。親切ですか？はい。今、アルバイトは何をしてますか？今、飲食で働いています。飲食店。飲食店ではどういう仕事ですか？ベトナム語でもいいですよ。難しかった。trong nhà hàng thì em làm công việc gì?コップを洗って、あ、コップを洗ったりしてるんですね。洗えばとかね。だから、em làm công việc rửa bát này, cái gì nữa? ngoài ra còn công việc gì nữa? còn công việc phục vụ khách hàng. phục vụ. phục vụ. はい。まあ、洗い場とかしたりするけど、たまに、まあ、接客もやってます。日本語を話す機会はアルバイトではありますか？trong khi em làm thêm thì em có cái cơ hội hoặc là có cơ hội tiếp xúc với khách không dùng tiếng Nhật đấy? Hay nhiều hơn cô ở Chukate Iman. Hay nhiều hơn cô ở Chukate Iman. Chukate Iman nhé. Hay, 分かりました。じゃあ今後もね、アルバイトとか日本語学校とかで、まずは日本語をね一生懸命勉強して、専門学校入る頃には N3 を目標にしてください。rất cảm ơn em thì em mong rằng là kể từ bây giờ đi chăng nữa kể cả trường này cũng như là ở chỗ làm thêm thì em sẽ cố gắng là dùng tiếng Nhật nhiều nhất có thể để mà khi mà mình vào trường chuyên ngành ấy, thì mình sẽ có tối thiểu là N3 nhé. Hay. Hay. じゃあ、グエンチョン・ルックさん、19歳でした。ありがとうございました。はい、頑張ってね、よ。はい、こんにちは。こんにちは。まず自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、私はファンリと申します。ベトナムの府営から参りました。今年19歳です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、いくつか質問をしたいと思います。ファンリさんは、なぜ日本で仕事をしたいのですか？Em đi, em cho biết lý do tại sao em lại chọn Nhật là nước để làm việc. Thứ nhất là Nhật có môi trường rất là tốt. Thứ hai là con người rất là thân thiện. Thứ ba là chế độ lương thưởng ở đây cũng rất là tốt. 理由は3つ理由があります。最初は日本の環境がいいな国と思います。2番目の理由は日本人がとても優しいと思います。3番目の理由は、日本の給料が良くなります。はい。じゃあ、いろんな職種が日本にもあるんですが、特に介護というですね、仕事を目指してみようと思った理由は何ですか？có rất nhiều các ngành khác, nhưng mà tại sao em lại muốn chọn cái ngành điều dưỡng nhỉ?Tại vì em thích được chăm sóc những người già và công việc này cũng mang một tính chất rất là tốt. Thì qua お年寄りの世話にすることが大好きです。はい。じゃあ無事に介護福祉士の、資格を得て日本で介護の仕事をやることになりましたら。どれぐらい日本で働きたいと今は思いますか？Em nghĩ khoảng bao nhiêu thời gian muốn làm ở Nhật? 10年ぐらい日本で働きたいと思います。はい。今日本に来てから半年ぐらいだと思いますが、日本人のことをどう思う印象とかね、どういうふうに今思ってますか？感じましたか？Em cảm nhận thế nào về người Nhật khi em đã qua Nhật trong khoảng 6 tháng? Đối với em thì người Nhật rất là thân thiện và lễ phép. Em rất thích cái sự lễ phép đấy. Nihon jin ga totemo yasashikute degi mo chanto mamotte masu.今アルバイトは、どういう仕事をしていますか？Bây giờ hiện tại em đang làm công việc làm thêm gì nhỉ? 麺工場で働いています。麺工場ですね。麺工場ではどういう仕事ですかね？どういう仕事？trong công ty làm mì thì em làm công việc gì nhỉ? Em làm ở không.Ở không. Em trong công việc ở bên cô dâu thì em làm ở khâu sản xuất mì. Cô dâu để mên を作るのラインです。あ、麺を作るラインですね。あ、わかりました。はい、日本人の人はいますか？そこに働いているところは。Ở nơi làm việc có anh có làm cùng với người Nhật không? Có những người sai nhưng còn chủ yếu nhân viên là người Nhật. Sai 以外はベトナム人です。あ、社員以外はベトナム人なんですね。わかりました。じゃあね、せっかく日本に来たので、今後もね、まだまだ時間がありますんで、日本人とね、話したりして、何しろ、専門学校に行くときは N3 級を目指して頑張ってください。はい。じゃあ以上で終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。